Luật, nham hiểm, độc đoán, cơ hội, brand khá là dại khờ, quá tin vào tiếng lực, mỹ cầm, bòn từng đồng của các anh chị em lớn hơn mình. Người chị của tôi, Diệu Nhi, perfect, quá hoàn hảo. Tôi nghĩ rằng là chị ấy rất là mến tôi. Kiểu như là mình ban ơn phước thôi. Tại vì chị thấy nam bị phì, chị cảm thấy là ủa, ý thức đâu? Mình phải giải quyết một cái mối phiền phức của một thằng bắt con. Nhưng mà không có một tiếng cảm ơn. Chị Nhi nói với em như vậy sao?